Đây, xe phòng đậu đây đây. Rồi giờ xe đang cấp tốc chạy lên, chạy qua ngoài Sa Đéc luôn nè. Ngoài bờ gán nha. Dạ, thưa tất cả quý cô chú anh chị, thì giờ xe cấp cứu đã tới rồi. Khi tới được ngoại hai rồi đây. Mà giờ ngoại hai đã được thay đồ tắm rửa cho sạch sẽ rồi đó. Giờ sẽ đưa bà đi lên trên băng ca để đẩy bà đi đây. Em trai tiếp chút xíu em trai. Đẩy sát vô. Ba không có nổi đâu. Tiếp con. Đừng có nắm cái võng, buông cái võng ra đi ngoài. Buông cái võng ra đi ngoài. Buông cái võng đi, bà lẫn vô lắm rồi, bà lẫn vô lắm rồi. Rồi. Bà vô lắm rồi, cô chú anh chị ơi. Rồi, có mặt tả luôn rồi đó. Cố gắng ngoại ơi. Cố gắng đi. Ở đây ai cũng lo cho bà hết trơn á. Lấy tay ra kìa. Ừ. Đẩy cái gối lên cho bà nằm luôn á chú qua. Dạ. Rồi vậy đi. Cố gắng đi ngoại. Giờ sẽ đẩy cho bà ra ngoài xe cấp cứu đây. Thôi bà ở nhà nha. Con chở bà đi rồi đó. Dạ. Giờ đẩy ngoại. Dạ, đem theo còn gì nữa không? Đẩy qua xe con. Giờ bà đường thì hơi sốc nhưng mà xe thì không vô được tới chỗ ngoại được. Giờ còn sự cố gắng của ngoại thôi. Sẽ ra tới ngoài à, tới rồi. Sẽ đưa bà lên đó đi. Rồi cô ba sẽ ngồi chung trên đó luôn. Lấy tay ngoại ơi. Rồi thảy đồ lên đi chú ba. Để làm sao cho cô ba ngồi chỗ dễ á. Lẹ cô ba ơi. À, con gửi nãy đi kêu xe cấp cứu con á. Dạ. Thì Phong có gửi tiền cho chú ba 100.000 để mà nãy đi kêu xe cấp cứu giùm Phong. Giờ bà đợi cô ba lên nữa là xe sẽ dọt đi á. Cố gắng nha ngoại. Khoảng thời gian ngắn nữa thôi là bà sẽ được vô cho bệnh viện và nằm đó và khỏe hơn. Ta chữa trị cho bà. Còn giấy tờ này nọ nữa hả? Con nhờ chú qua cập nhật sau. Lẹ cô ba ơi. Bà cố gắng lên nha. Con đã qua tới đây rồi, rồi có xe rồi là bà an tâm đi. Thấy bà tội nghiệp ghê luôn trời. Bây giờ bà lẫn vô lắm rồi. Và có như là bà làm hay là hành động gì của bà ngoại bà không có còn biết gì hết trơn á. Tới vô lắm rồi. Bây giờ có khả năng cái não của ngoại thì cũng chắc cũng không có được mà giống như là bình thường nữa rồi. Nói chuyện là lúc nãy hả cũng chất quốc hết trơn à. Mà thêm bệnh nữa thì đâm ra là cái. Cô cũng có soạn đồ không? Có. Rồi coi tính cái điện thoại cho ngoại chở bỏ đâu. Điện thoại cô đâu? Có không? Có. Dạ. Rồi giờ là cô ba sẽ đi chung với ngoại đi vô. Bây giờ bệnh viện sẽ đét nha em. Phong sẽ
giật lẹ theo luôn. Đi vô. Ôi, có kẹt, trời nguy hiểm. Tới luôn. Ngoại hai không giải quyết cấp tốc á, thì có lẽ sớm quá trời tệ luôn rồi, cực kỳ tệ luôn. Hôm nay là mới thấy là bà xuống dốc trầm trọng luôn rồi. À, giờ xe đang chạy ra mà nó chỗ này nó chật hẹp lắm. Bởi vậy Phong lúc nào Phong cũng đậu xe tuốt ngoài trước chứ á. Này của xe của tổ từ thiện xã Định Hòa. Em trai này sẽ dọn trước, Phong sẽ dọn sau đây. Thì Phong sẽ cập nhật khi mà ra tới ngoài nữa nha. Đây, xe Phong đậu đây đây. Rồi giờ xe đang cấp tốc chạy lên, chạy qua ngoài xe đét luôn nè. Ngoại ơi, bà gán chứ nha. Giờ Phong dọn đi liền. Ôi trời ơi, giờ Phong mệt dữ lắm rồi đó. Thở muốn không ra hơi luôn nè. Đói nữa. Giờ này 1-2 giờ mà chưa ăn trưa nữa nè. Giờ Phong cũng đang phía sau của xe cấp cứu đây. Mà để chạy qua bển cho bà nhập viện đi, cho bà vô phòng cấp cứu mà nhập viện đi. Rồi sẽ hỏi về cô Chính á, là trời ơi bị mưa nữa trời. Hỏi cô Chính coi bảo hiểm của ngoại như thế nào. Trời ơi mưa lớn luôn rồi. Mưa quá lớn rồi. Cực kỳ lớn phía trước luôn rồi nè. Giờ là nói chung giờ giải quyết trước đi, còn có bảo hiểm thì càng tốt, còn không có nữa thì tốn tiền giống như hai đợt trước thôi. Nhưng mà quan trọng là bà ngoại bà sẽ được can thiệp kịp thời. À, Phong cũng có nhận được cái sự trợ giúp của một chị, mà giờ Phong gấp quá trời luôn, Phong cũng không có nhớ chị đó tên gì nữa, để nữa Phong sẽ cập nhật sau. Giờ trước tiên đi tới đây coi sức khỏe như thế nào rồi cập nhật gửi đến tất cả quý cô chú anh chị nha. Giờ trời mưa lớn quá cũng không có chạy lẹ được nữa, quá trời luôn rồi. Thực sự đó là Phong á, là trong hai ngày nay là Phong đi tìm nhiều người lắm. Phong đã đăng lên mạng á, là sẽ giống như cần gấp để nuôi mẹ hai trong bệnh viện á, nhưng mà trong hai ngày nay thì có như là bật vô âm tính không có ai hết. Thì qua đi đó thì cũng có kêu cô ba cũng đã chấp nhận, thì vậy là giải quyết tạm thời trong thời điểm này đi. Nếu cô ba mà không có sức khỏe đó thì sẽ tính phương án B nữa, sẽ tìm người nữa. Nhưng mà giờ có được cô ba vậy là cũng tuyệt vời lắm rồi. Giải quyết tạm thời, giải quyết tức thời lúc mà mọi hai nhập viện, tại vì cô ba cổ cũng bệnh dữ lắm. Không phải người nhà, không phải bà con gì chân á, nhưng mà thấy bà vậy đó, bỏ không đành cô chú anh chị ơi. Bữa nay thấy bà yếu, bà lẫn hay kiểu bà quấu, bà quýu rồi nọ đó. Bởi vậy những cái câu nói của ngoại đó nhiều khi á hả, không có được cảm tình, rồi nhiều khi cũng gây sự hiểu lầm nữa, nên ông ra nữa là bỏ qua tất cả đi, cho bà được khỏe thôi, cho bà hả là sống đến cõi đời này được khoảng thời gian ngắn nữa đi, chứ buông nữa là bà sẽ mau lắm á, sớm lắm á. Thôi thì Phong cũng sẽ cập nhật về tình hình sức khỏe của ngoại hai khi nhập viện như thế nào, gửi đến tất cả quý cô chú anh chị.
trong đó đó thì cũng khó để ghi hình lắm. Gần tới rồi nè, qua cái cầu này nữa là tới rồi, cái này là cầu Hòa Khánh. Đó, tới rồi nè cô chú anh chị ơi. Đó, đây là bệnh viện đa khoa thành phố Sa Đéc. Chắc có lẽ bà Hai đã được nhập viện rồi nè, ở trong cấp cứu rồi nè. Đó, phòng đã tới rồi đây. Đó, bây giờ phòng sẽ đậu xe. Thì sẵn nói với quý cô chú anh chị luôn, trong đây thì rất khó ghi hình. Thì Phong sẽ cập nhật những cái gì mà Phong nắm được đó thì sẽ cho biết cô chú anh chị biết. Nhưng mà hãy đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Thì Phong sẽ coi sức khỏe ngoại hai như thế nào, rồi sẽ cho quý tất cả quý cô chú anh chị biết luôn. Rồi hãy đăng ký kênh. Dạ, Phong xin chào. Đây là đây, đó. Bệnh viện nhà cô chú anh chị, Phong đang tìm chỗ đậu xe đây. Thì sẽ có những cái cập nhật mới nhất về sức khỏe của ngoại hai cho cô chú anh chị biết luôn.